Quả phát bóng trong bóng đá là gì? Quả phát bóng là một hình thức bắt đầu lại trận đấu bóng đá. Quả phát bóng được thực hiện khi bóng đã hoàn toàn vượt ra khỏi đường biên ngang, dù là ở mặt đất hay trên không, do cầu thủ của đội tấn công chạm bóng lần cuối cùng và không có bàn thắng được công nhận theo luật 10. Một bàn thắng có thể trực tiếp được ghi từ quả phát bóng, nhưng chỉ được tính nếu bóng vào cầu môn đội đối phương. Một, quả phát bóng được thực hiện khi bóng đã hoàn toàn vượt qua hãng đường biên ngang phía ngoài khung cầu môn, dù ở mặt đất hay trên không, do người chạm bóng cuối cùng là cầu thủ đội tấn công. 2. Quá trình thực hiện. Bóng được đặt tại bất kỳ điểm nào trong khu cầu môn của đội phòng thủ. Cầu thủ đối phương phải đứng ngoài khu phạt đền đến khi bóng được đá vào cuộc. Cầu thủ đá phạt bóng không được chạm bóng tiếp lần thứ hai khi bóng chưa chạm cầu thủ khác. Bóng vào cuộc ngay sau khi được đá trực tiếp ra ngoài khu phạt đền. 3. Những vi phạm và xử phạt. A. Nếu bóng không được đá trực tiếp ra khỏi khu phạt đền, đá lại quả phát bóng. B. Quả phát bóng do cầu thủ không phải thủ môn thực hiện. Nếu sau khi đá bóng vào cuộc, cầu thủ đó lại chạm bóng lần thứ hai không phải bằng tay trước khi bóng chạm một cầu thủ khác, đội đối phương được hưởng quả phạt gián tiếp tại nơi phạm lỗi. Nếu sau khi bóng được đá vào cuộc, cầu thủ đó lại cố tình dùng tay chơi bóng lần thứ hai trước khi bóng chạm cầu thủ khác, đội đối phương được hưởng quả phạt trực tiếp tại nơi phạm lỗi. Khi vị trí phạm lỗi xảy ra trong khu phạt đền của đội phạm lỗi, đội đối phương được hưởng quả phạt đền. C. Quả phát bóng do thủ môn thực hiện. Nếu sau khi bóng được đá vào cuộc, thủ môn lại chạm bóng lần thứ hai, không phải bằng tay trước khi bóng chạm cầu thủ khác, đội đối phương được hưởng quả phạt gián tiếp tại nơi phạm lỗi. Nếu sau khi bóng được đá vào cuộc, thủ môn cố tình dùng tay chơi bóng trước khi bóng chạm cầu thủ khác, đội đối phương được hưởng quả phạt trực tiếp tại nơi phạm lỗi khi hành động phạm lỗi xảy ra ở ngoài khu phạt đền. Đội đối phương được hưởng quả phạt gián tiếp tại nơi phạm lỗi khi hành động phạm lỗi xảy ra ở trong khu phạt đền. D. Đối với bất kỳ vi phạm luật khác, quả phát bóng được thực hiện lại.